Những ngày này, người trồng hoa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang vào vụ chuẩn bị cho thị trường hoa Tết năm 2022. Nhiều người trồng hoa đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ cao vào ươm trồng, sản xuất. Nhờ đó, người nông dân cũng chủ động hơn về kỹ thuật, giảm chi phí nhân công và tăng thu nhập. Được chuyển giao công nghệ ươm giống hoa cấy mô từ năm 2017, đến nay, anh Trần Trung Quốc đã chủ động ươm trồng cây giống. Vụ hoa Tết năm nay, gia đình anh đầu tư khoảng 5.000 chậu hoa dạ yến thảo phục vụ thị trường. Với việc sử dụng phương pháp này, màu sắc các loại hoa cũng đa dạng hơn. Giá thành cũng như nhau, không có khác gì. Cái hợp vô cho có màu, có ngay để thu hút người chơi và mua. Còn mấy bữa mình làm có với mấy màu thì chê kêu rằng ít màu kìa đó. Như là lần lần rồi cũng chạy theo với phục vụ cho bà con. Áp dụng công nghệ cao vào ươm giống kết hợp với việc đầu tư hệ thống nhà lưới, kỹ thuật tưới tự nhiên là xu hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Nẵng. Đối với các loại hoa cúc, năm nay 28 hộ dân canh tác trên diện tích 4,5 hectare tại hợp tác xã Hoa Dương Sơn cũng mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng và áp dụng xen kẽ phương pháp trồng truyền thống và ứng dụng công nghệ cao. Thay vì được 1/3 diện tích đất của mình có nhà bọt thì mình sẽ làm chuyển một ít là hoa công nghệ cao, còn một ít để là hoa truyền thống. Còn cái dòng đàn này thì nói chung thì mạnh đầu tư thì cây nó phát triển mạnh. Từng bước người nông dân với lại cái người khách hàng thì họ cũng yêu cầu cái hoa cao cấp hơn, thì chúng ta cũng đã triển khai là sản xuất một số cái giống hoa lan, ví dụ như lan Mokaza rồi một số cái loại hoa mà cây mô, ví dụ như hiện nay chúng ta cũng đã nhân rộng cái này thì có cái hoa đồng tiền cây mô thì nó là cái dạng hoa đẹp nhưng mà tuy nhiên là cái yêu cầu cái kỹ thuật cũng rất là cao, rất là khó. Cho nên cái vấn đề này thì cũng đã triển khai được vài năm rồi, nhưng thì hiện nay cũng đang tiếp tục là triển khai nhân rộng. Hiện nay, vùng trồng hoa trọng điểm huyện Hòa Vang xuống giống hơn 250.000 chậu hoa các loại trên diện tích 1.300 m². Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến khó lường, số lượng hoa xuống giống cũng giảm hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, các nông hộ vẫn chú trọng đầu tư vào chất lượng, công nghệ và kỳ vọng về một vụ hoa Tết được mùa, được giá.